Ở với bà bao nhiêu năm bà không nhìn ra con. Anh nhớ nghe CEO ở bên kia. Hình như vậy á. Anh nhớ CEO. Hello everybody. Xin chào tất cả mọi người. Gì đại tỷ ghê vậy trời. Gì cười vậy? Hello kẻ xa lạ nha. Con sớt. Em inbox cho chị nha, xong rồi xíu nữa chị add friend. Do sóng yếu. Mọi người share cái live stream này cho mình nha. Chưa về hết. Nóng quá. Mình đỏ kia đâu. Mình đỏ mới bằng bên này luôn rồi. Thank you from. Trời ô mày gái, hello Đức nha. Hello con. Ai mà không có app friend thì mọi người inbox cho mình nha. Share cái live stream này được không? Đang ở Bình Thuận. Không biết chỗ nào nữa, qua giờ toàn ở trong nhà không biết. Không có rồi, không biết rồi đó. Sáng mà thi đi kiếm rồi hồi hậu tu rồi. Share cái live stream giùm mi nha. Ra đường sợ bị bắt cóc.
Sợ đen gì nữa, qua giờ đủ đen rồi. Ở đây. Em để ngõ. Nóng quá. Hello anh Chucky. Hình như có một số test chat nó không hiện lên đây. Không nóng vì quá nóng. Đây. Ăn rồi. Hôm nay hình như em show 8 giờ tối á. 8 giờ tối room 668. Nhưng mà không biết có về không nữa nè, hay là đi đâu nữa nè. Để coi ba mẹ có về không. Còn về thì show, còn không về là bó tay luôn. Nhưng mà lịch là 8 giờ tối nay á. Mọi người share cái live stream này cho mình nha. Nóng quá. Hello truyền nha. Ủa phải anh hai không ta? Cái gì Bình Định? Bình Thuận cha ơi. Nghe gì vậy trời? Để avatar khác vậy? Nhận không ra. Chơi đâu chơi, trời ơi. Qua giờ ngủ không được luôn. Đi cưới. Hôm nay từ lúc đi trả bà làm đất đi gì tả phấn có hai lớp chứ nhiêu, đau phấn có một lớp chứ nhiêu. Do qua giờ nó đen quá đi, giăng nắng hai ngày hai. Mừng ca sĩ. Chạy giá đâu, nói đúng thôi chứ. Phấn thì chỉ có một lần. Anh phải nói là kem mới đúng. Ngay vào.
Một nùi hình luôn, hai khỏi nói. Đầy bộ nhớ luôn á. Hello Tấm Phát nha. Không, xin qua để cho lấy làm avatar hả? Đây Thảo cần nghe. Bà không vô hả? Anh Hiếu nè, vô thử coi con mắt mày đẹp không? Anh Hiếu không? Anh Hiếu đâu rồi? Sắc hôm nay phong cách bà già. Hôm nay phong cách bà già. Đàn nhang gì? Mụn. Cái đó gọi là gì? Vết thâm của mụn. Thôi em ao nha. Bye.